với đạo lý uống nước nhớ nguồn, nhớ ơn tới các vị thành hoàng làng, các vị thánh hiền đã có công với dân với nước. Hàng năm cứ vào dịp trung tuần tháng 2 âm lịch, nhân dân làng phong xá lại tưng bừng mở lễ hội truyền thống để ôn lại tuân tầm sự tích của làng Mai Xá xưa, phong xá ngày nay. Năm nay năm 2023 tức năm Quý Mão, nhân dân làng phong xá thị trấn An Bài mở lễ hội truyền thống trong 3 ngày, từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 2 năm Quý Mão. Và sau đây là chương trình tổ chức lễ hội năm 2023 của đình làng phong xá. Ngày 13 tháng 2 năm 2023, tức là ngày đầu tiên của lễ hội, vào lúc 12 giờ trưa, cán bộ và nhân dân làng phong xá long trọng tổ chức nghi lễ rước thánh từ đình bến về khu trung tâm đình làng, sau đó là chương trình khai mạc lễ hội. Tiếp đến là lễ dâng hương của dân làng cùng quý khách thập phương. Vào lúc 14 giờ chiều, đội tế Nam Quan tế nhập tịch. Sau đó là chương trình hát quan họ Bắc Ninh, hát thuyền trong khu vực ao hồ sen của đình làng. Vào lúc 14 giờ 30 phút, các trò chơi dân gian đồng loạt được khai mạc và diễn ra. Đó là chọi gà, cờ tướng, đập niêu, bắt vịt, cầu kiều, kéo co và bắt lợn. Buổi tối ngày 13 tháng 2 vào lúc 19 giờ, chương trình biểu diễn nghệ thuật do đoàn văn nghệ đến từ huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình biểu diễn. Sang ngày 14 tháng 2, tức là ngày thứ hai của lễ hội, vào lúc 8 giờ sáng, đội tế nữ quan dâng hương tế thánh. Dân làng cùng quý khách thập phương tiếp tục dâng hương thánh, cùng diễn ra các trò chơi dân gian. Đặc biệt vào lúc 19 giờ tối ngày 14 tháng 2, chương trình văn nghệ quần chúng của làng trích đoạn trèo cổ Xúy Vân dở dài. Sang ngày 15 tháng 2 năm 2023, tức là ngày cuối cùng của lễ hội, vào lúc 8 giờ sáng, đội tế Nam Quan tế tán tịch. Dân làng cùng quý khách tiếp tục dâng hương thánh. Các trò chơi dân gian đưa vào chung kết và lễ trao giải các trò chơi. Buổi chiều liên hoan tổng kết lễ hội có hát mời rượu. Đặc biệt là vào lúc 19 giờ tối, đoàn chèo Thái Bình diễn vở chèo Từ Thức Du Tiên. Vậy thay lời cho ban tổ chức lễ hội, xin trân trọng thông báo và kính mời tới toàn thể dân làng cùng quý khách thập phương và con cháu xa quê hãy hướng tâm về quê hương nguồn cội, dự lễ hội truyền thống của đình làng phong xá được thành công tốt đẹp. Thay mặt ban tổ chức lễ hội, trưởng ban tổ chức ông Nguyễn Văn Điều.